Cuộc đấu đá quyền lực nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi tới bước ngoặt khi một đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng này sẽ định đoạt tương lai của Trung Quốc. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Ngày 16 tháng 10 tới đây là ngày bắt đầu Đại hội Đảng lần thứ 20, kỳ họp quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập Cận Bình được cho là sẽ thông báo kế hoạch tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Tất nhiên, nói chủ tịch chỉ là để đánh lừa người khác, vì ở Trung Quốc chẳng có bầu cử phổ thông. Ông ta đã tự trao cho bản thân rất nhiều chức vị, nhưng chức vụ cao nhất là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để leo được tới vị trí này, Tập đã phải mất nhiều năm tập hợp lượng lớn quyền lực cá nhân. Ông ta được gọi là chủ tịch của tất cả mọi thứ. Trong một thập kỷ, chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đã thành chừng 5 triệu quan chức. Một con số điên rồ, còn nhiều hơn cả số xác người bị xử trong mọi bộ phim cuộc thanh trừng. Nhưng nếu là fan của kênh thì bạn sẽ biết những cuộc thanh trừng đó không phải thực sự để loại bỏ tham nhũng. Chúng là một phần trong cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì Tập chiến mạnh bao nhiêu, kẻ thù của ông ta cũng chiến mạnh bấy nhiêu. Đây là một cuộc đấu sinh tử giữa Tập Cận Bình và phe cựu lãnh tụ Trung Quốc Giang Trạch Dân. Y như một bộ phim dài tập vậy, đó là lý do tôi làm về chủ đề này theo một típ mà tôi gọi là bộ phim dài tập cộng sản nhà nhà yêu thích, sự thù địch chung. Nhân tiện, để chào mừng Đại hội Đảng sắp tới, chúng tôi mở bán chỉ trong thời gian có hạn thôi, chiếc áo phông sự thù địch chung tuyệt vời này. Bạn có thể đặt mua tại địa chỉ chinauncensored.tv/merchandise. Và để thể hiện tình yêu với bộ phim dài tập cộng sản nhà nhà yêu thích, hãy mua ngay hôm nay hay bị xử. Đường dẫn ở bên dưới. Hôm nay, để tất cả chúng ta cùng chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, đã tới lúc làm tập tóm tắt lại sự thù địch chung. Hãy xem đây giống như một đoạn clip tóm tắt các tập trước khi chiếu tập cuối mùa vậy. Đừng đi đâu cả vì tôi sẽ điểm lại toàn bộ câu chuyện đấu đá chính trị giữa Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân ngay sau quãng nghỉ quảng cáo. Chào mừng trở lại. Trừ khi bạn không thấy quảng cáo thì tập này có lẽ đã bị chặn quảng cáo rồi. Giờ là lúc để điểm lại sự thù địch chung. Tập trước trên sự thù địch chung. Một cuộc đấu đá quyền lực sống còn đang diễn ra sôi động giữa lãnh tụ Trung Quốc đương nhiệm Tập Cận Bình và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhưng để hiểu được tỏ tường, chúng ta phải quay lại quá khứ, thời Mao Trạch Đông, người cầm lái vĩ đại. Chủ tịch Mao, người đã viết một quyển sách về nghệ thuật đấu tranh chính trị. Đó là cách Mao kiểm soát được Trung Cộng hồi đầu. Cộng với cả rất nhiều cuộc thanh trừng nữa, Mao đã ném Trung Quốc vào một thời kỳ hỗn loạn với các cuộc vận động chính trị lớn, bạo lực và hủy hoại triệt để nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng rồi Mao chết. Đồng nghĩa với một điều duy nhất, một cuộc đấu đá quyền lực khác. Ai là người đã leo lên đỉnh? Là người mà không ai nghĩ tới, Đặng Tiểu Bình. Theo đúng phong cách lật kèo của sự thù địch chung, Đặng trở về từ cõi chết để chiếm lĩnh Trung Cộng. Ý tôi là ông ta trở về sau khi bị Mao thanh trừng hai lần, có khi còn khó hơn cả trở về từ cõi chết đấy chứ. Đặng bắt đầu một loạt cải cách kinh tế trong những năm 80, gọi là cải cách và mở cửa. Cơ bản là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại nền kinh tế quá thậm tệ nên phải nhượng bộ đôi chút và cho phép người dân kiếm tiền trở lại, hoặc là gặp nguy cơ hủy diệt toàn bộ, giống như Liên bang Xô Viết. Và một phần thưởng hậu hĩnh là toàn bộ những khoản tiền to chạy vào túi các quan chức cộng sản hoặc gia đình họ. Đây giống như kiểu cho người đói ăn bằng cách ăn trước và để họ lượm vụn bánh vậy. Vậy là đã có cải cách kinh tế, thế còn cải cách chính trị thì sao? Đây là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương. Họ nổi tiếng là cánh tay trái và cánh tay phải của Đặng Tiểu Bình. Họ phụ trách việc triển khai các cải cách kinh tế của ông ta. Nhưng họ lại cũng hứng thú với cải cách chính trị. Hay ít nhất là không phản đối cải cách chính trị, như có thêm tự do ngôn luận và tự do báo chí. Họ cũng mở những chiến dịch chống tham nhũng riêng, thậm chí còn nhắm tới cả con cháu của giới chức cấp cao.
Hồ Diệu Bang thậm chí còn xin lỗi về sự cai trị không ra gì của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng và thúc đẩy việc cho họ quyền tự trị lớn hơn. Nếu là fan của chương trình, bạn sẽ biết những cải cách chính trị này mang lại kết quả ra sao cho họ. Tôi chưa từng thấy buồn khi xem một phần prequel như thế này kể từ chiến tranh giữa những vì sao phần đầu. Hãy nói đơn giản là có một số quan chức cộng sản bảo thủ không thích những ý tưởng cải cách của Hồ và Triệu. Đồng nghĩa với chỉ một điều thôi, một cuộc đấu đá chính trị nữa. Những kẻ bảo thủ cuối cùng đã buộc Hồ Diệu Bang phải từ chức, nhưng ông ấy vẫn rất có uy tín trong nhân dân. Và khi ông chết vào tháng 4 năm 1989, hàng chục ngàn sinh viên đã xuất hiện tại quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm. Sự kiện đó đã trở thành những cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn mà chúng ta đều biết kết cuộc. Tôi chưa từng buồn như thế khi xem một phần prequel kể từ chiến tranh giữa những vì sao 2. Yuck! Cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn là cách Trung Cộng nói sẽ không có cải cách chính trị hay xã hội. Bất cứ ai đứng lên chống lại đảng đều sẽ bị loại bỏ. Nhưng Đặng Tiểu Bình gặp một vấn đề. Những kẻ cứng đầu trong đảng đổ các cuộc biểu tình lên đầu Triệu Tử Dương và buộc ông ta phải sống nốt phần đời còn lại bị quản thúc tại gia. Triệu đáng ra sẽ là người kế nhiệm Đặng. Đặng cần tìm người khác để thay thế thật nhanh. Người có thể tiếp tục các chính sách kinh tế của ông ta nhưng có thể chiều lòng những kẻ cứng đầu trong đảng và không màng tới cải cách chính trị. Và người đó hóa ra lại là Giang Trạch Dân, bí thư đảng ủy Thượng Hải. Vâng, chúng ta đã tới ông ta rồi. Sự thù địch chung còn nhiều bối cảnh hơn cả chuyện Silmarillion ấy chứ. Khi Giang lên nắm quyền, ông ta khá yếu. Vì tới từ Thượng Hải nên sức mạnh của Giang ở Bắc Kinh là khá nhỏ. Đồng nghĩa với chỉ một việc thôi. Một cuộc đấu đá quyền lực nữa. Thực tế là người ta nghi đã từng có nỗ lực đảo chính để lật đổ Giang. Bạn đã thấy khuôn mẫu ở đây chưa? Các lãnh đạo đảng có nhiều bi hài với việc kế vị còn hơn cả trong phim kế nghiệp nữa. Đấy là họ còn không có Brian Cox để xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Ngay cả Đặng Tiểu Bình, người vẫn nắm giữ thực quyền cũng không thích Giang. Hãy nhớ, ông ta chưa bao giờ có ý định đưa Giang Trạch Dân lên nắm quyền ngay từ đầu. Thực tế là trong chuyến công du miền Nam nổi tiếng vào năm 1992, Đặng đã có những lời chỉ trích gần như không che đậy với Giang. Và không lâu sau đó, tuyên bố Hồ Cẩm Đào sẽ thay thế Giang ở Nhân Đại 2002. Ồ, hiểm ác thật. Quên kế nghiệp đi, đây giống với những bà nội trợ đúng điệu ở Bắc Kinh hơn. Vậy làm sao Giang có thể từ thế yếu mà gây dựng được một phe cánh thống trị Trung Quốc hơn một thập kỷ đấy? Sự thù địch chung sẽ quay trở lại sau quãng nghỉ ngắn. Chào mừng trở lại với sự thù địch chung. Giang Trạch Dân và phe cánh đã cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt hơn một thập kỷ. Nhưng việc này đã trở thành trở ngại sống còn với giấc mộng quyền lực của Tập Cận Bình. Làm sao Giang có nhiều quyền lực đến vậy? Bằng cách giết rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một phong trào khí công nổi tiếng ở Trung Quốc trong những năm 1990. Tới năm 1999, chính quyền ước tính có 100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Con số đó còn nhiều hơn cả toàn bộ số đảng viên Cộng sản vào lúc đó. Điểm đó khiến những kẻ bảo thủ trong đảng lo sợ. Giang biết có thể lợi dụng việc này và đã ra sức hạ thủ với Pháp Luân Công suốt nhiều năm. Đàn áp một đoàn thể để tập hợp quyền lực riêng. Sao lại nghe quen thế nhỉ? Ồ, phải rồi, đó là cách Palpatine trở thành hoàng đế trong chiến tranh giữa các vì sao ba. Duke ba lần. Nhưng vào tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã xuất hiện ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt việc quấy rối và quyền được tự do thực hành tín ngưỡng. Một cuộc tập trung lớn ở gần quảng trường Thiên An Môn, gần ngay kỷ niệm 10 năm biểu tình năm 1989. Đảng Cộng sản Trung Quốc tá hỏa và Giang đã có mặt để đốt lửa. Ông ta nói, Pháp Luân Công là nguy cơ với Trung Cộng và thành viên của nhóm này đã xâm nhập vào mọi cấp của chính phủ. Thế là, Giang nói, giải pháp duy nhất là để cho ông ta lập một tổ chức Gestapo vượt trên cả luật pháp chỉ phục tùng duy nhất ông ta hoặc người do ông ta chỉ định. Tổ chức này được gọi là Phòng 610. Đặt như thế vì nó được thành lập vào ngày 10 tháng 6. Không quá sáng tạo, tôi biết, nhưng vẫn còn tốt hơn gọi là Gestapo. Giang và người của mình tại phòng 610 đã thống trị bộ máy an ninh nội địa của Trung Quốc. Chỉ trong vài năm, Trung Quốc chi tiền vào lực lượng an ninh nội địa còn nhiều hơn cả vào quân đội. Tôi sốc vì họ không chọn bộ đồ này làm đồng phục ấy chứ. Nhưng Giang gặp một vấn đề.
Ngay khi lực lượng cảnh sát ngoài vòng pháp luật kia khiến ông ta trở nên mạnh hơn bao giờ hết, thì ông ta lại phải nhường lại vị trí lãnh đạo đảng, đồng nghĩa với chỉ một việc thôi, một cuộc đấu đá quyền lực nữa. Khi Giang chính thức từ nhiệm năm 2002, ông ta đã đảm bảo bản thân vẫn kiểm soát mọi thứ sau hậu trường. Trên giấy tờ thì Hồ Cẩm Đào giờ là lãnh đạo đảng, nhưng Giang đảm bảo Hồ không có quyền lực gì cả. Thực tế là Giang thậm chí có thể mở rộng bộ chính trị từ 7 lên tới 9 thành viên. Trừ Hồ Cẩm Đào và đồng minh là Ôn Gia Bảo. Những người còn lại đều làm việc cho Giang. Đó là lý do mà ngay cả khi đã chính thức nghỉ hưu, Giang vẫn luôn ngồi ở ngay trung tâm hàng trước, ngay cạnh Hồ trong mọi cuộc họp quan trọng. Trên thực tế, nhiều người tin rằng Giang thậm chí đã tìm cách ám sát Hồ, mà rõ ràng đã thất bại. Nhưng rồi, Tập Cận Bình xuất hiện. Và bàn tay sắt của Giang cuối cùng đã vỡ, đồng nghĩa với chỉ một việc thôi, một cuộc đấu đá quyền lực nữa. Hồ Cẩm Đào đáng ra chỉ có được 2 nhiệm kỳ. Câu hỏi xuất hiện là, ai sẽ thay thế ông ta? Rõ ràng, Giang và bè lũ muốn người của họ lên thay Hồ, và họ đã chọn ông này, Bạc Hy Lai. Câu chuyện về Bạc Hy Lai điên rồ lắm, ngay cả với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi có thể làm hẳn một tập với chủ đề này, đây là phiên bản rút gọn. Cơ bản, Bạc Hy Lai lên chức là nhờ tích cực tham gia vào chiến dịch bức hại Pháp Luân Công của Giang. Tới mức, ông ta bị kiện vì việc này tại quốc ngoại. Anh biết anh đã đi quá xa khi cộng đồng quốc tế nhìn vào mọi thứ Trung Cộng đã làm và nghĩ, thế nào cũng được, nhưng ông này thì đi quá xa rồi. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang đã trở thành một gánh nặng. Giang hứa với Trung Cộng sẽ quét sạch Pháp Luân Công trong 3 tháng. Tới lúc này, hơn một thập kỷ sau, ông ta đã hoàn toàn thất bại. Và đáp lại những hành động của Giang, Pháp Luân Công đã trở thành một phong trào quốc tế phơi bày những tội ác phản nhân loại của Giang và bè lũ. Nói cách khác, khiến hình ảnh của đảng kia trở nên xấu tệ. Hồ Cẩm Đào và đồng minh thực sự duy nhất, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lợi dụng cơ hội này để phản công phe Giang. Theo một điện tín bị rò rỉ của Đại sứ quán Mỹ, Ôn đã thành công lập luận việc Bạc bị phơi bày thậm tệ trên trường quốc tế, khiến ông ta không thể là ứng viên phù hợp để đại diện Trung Quốc tại những cấp độ quốc tế cao nhất. Bạc phản công, đi xa tới mức đặt máy nghe lén Hồ Cẩm Đào. Nhưng việc này đã mở đường cho Tập Cận Bình lên nắm quyền thay Bạc Hy Lai. Tập là một ứng viên thỏa hiệp. Giang không muốn Tập, nhưng nghĩ có thể để người của mình kiểm soát Tập như đã kiểm soát Hồ. Sau đó, Bạc Hy Lai cùng một số người khác trong phe Giang đã tìm cách đảo chính phản Tập. Nhưng họ đã thất bại, và Hồ Cẩm Đào đã có thể thanh trừng Bạc Hy Lai để đấu lại Giang. Chuyện tới đây quá phức tạp, nhưng chuyện đó liên quan tới thu hoạch tạm người, sát hại một doanh nhân người Anh, cánh tay phải của Bạc giữa đêm cải trang thành phụ nữ, trốn tới Đại sứ quán Mỹ. Có lẽ tôi nên làm riêng một tập về vụ này, mọi thứ dị lắm ngay cả với sự thù địch chung. Nhưng kết quả là, nỗ lực đảo chính này cơ bản đã đưa Tập Cận Bình, một người được cho là thỏa hiệp và trung lập, đi vào con đường chống lại phe Giang. Đồng nghĩa với chỉ một việc thôi, một cuộc đấu đá quyền lực nữa. Và hóa ra, Tập lại rất có tài đấu đá quyền lực. Bạc Hy Lai giờ đang ở trong tù cùng 5 triệu quan chức khác. Tập Cận Bình đóng cửa phòng 610 và qua ngần ấy năm, ông ta đã thâu tóm từng bộ phận trong lực lượng quân đội và cảnh sát của đảng bằng cách trừng trị những phần tử bại hoại, chậm rãi nhưng chắc chắn giải tán vòng kiềm tỏa của phe Giang. Và giờ, Tập đang trên đường phá vỡ giới hạn 2 nhiệm kỳ lãnh đạo tại Đại hội Đảng sắp tới. Điều này liệu sẽ cho ông ta quyền lực cần thiết để cuối cùng hủy diệt phe Giang một lần và mãi mãi và cai trị Trung Quốc với một bàn tay sắt còn nặng nề hơn? Hãy cùng tìm hiểu trong tập tới trên sự thù địch chung. Và giờ bạn đều đã hiểu rõ và sẵn sàng cho Đại hội Đảng sắp tới rồi. Hãy chờ đợi ngày 16 tháng 10, ngồi xuống, chuẩn bị ít bỏng ngô, mặc chiếc áo phông sự thù địch chung và thưởng thức chương trình. Và như tôi đã nói, Trung Quốc không kiểm duyệt sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu ủng hộ từ khán giả. Dù bằng cách bấm like hay đăng ký, chia sẻ với bạn bè và gia đình, mua một chiếc áo phông tuyệt vời, hay thông qua tài trợ trực tiếp trên trang gây quỹ Patreon. Đó là những fan mà tôi gọi là đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt, những người đã đứng cùng chúng tôi trong cuộc chiến chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và để đền đáp, tôi trả lời câu hỏi và bình luận của họ. Câu hỏi hôm nay là của
Sean Vicoren, có lẽ nên chú ý là thành viên YouTube Prime gần như sẽ không giúp các anh có thêm đồng nào. Tôi đã chuyển sang Patreon ngay khi nhận ra điều này. À, rất tuyệt Sean ạ. Vâng, rất nhiều người đã hỏi tôi điều này. Thành viên YouTube Premium có giúp gì cho chúng tôi không? Không hẳn. Chắc chắn có giúp YouTube và bạn không phải ngồi xem quảng cáo, nhưng YouTube gần như không chia cho chúng tôi cái gì khi một thành viên YouTube Premium xem chương trình. Tôi thực sự không nói ngoa khi bảo ngay cả $1 một tập trên Patreon cũng đáng giá hơn nhiều những gì chúng tôi nhận được từ YouTube. Nếu bạn thích chương trình và không thể chi trả $1 cho mỗi tập, thì bạn có thể chọn số tập trong tháng mà bạn muốn ủng hộ. Cảm ơn Sean về sự ủng hộ của bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nghĩ sao về những cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên đăng ký. Và nếu có thể, hãy ủng hộ Trung Quốc không kiểm duyệt tại địa chỉ patreon.com/ChinaUncensored. Đường dẫn ở bên dưới. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.